Hello. Hello, how are you I'm right, thank you, and Yeah, I'm super good. Thank you so much for asking. So now let's continue our let's check our homeworks. Okay. So can you see my screen? yes. Okay, very good. Let's continue with question number 11. Giang Yến chiêu thử hát a lot of fan đó sao chữ D hình chữ Yến usually had a lot of friends. Yến đã thường từng xuyên có rất có nhiều bạn. những bạn. Đúng rồi. Mình chuyển cho cô là you too. You too, đúng rồi. Nhưng mà ở đây chữ have của mình phải trả về nguyên mẫu ha. You too have. Yến, you too have a lot of friends. Chính xác. 12. Theo là the water in this river isn't warm, so we can swim in it. Nó như vậy thì nó sẽ giống như là câu mẫu, câu gốc của mình rồi. The water in this river was cold, so we can swim in it. Mình sẽ dùng cái cấu trúc to ha. Dùng cho cô, áp dụng dùng cho cô cấu trúc to. Quá đến nỗi không thể làm gì. Too và it too cold. So this winter in the water in this river too cold to swim in it. For us ha. Or to swim in it. Water in this river is too cold for us to swim in. Right. Too cold for us. We mình chuyển thành us ha. For us to swim in. Rồi, thế là xong. 13. Đó thì là my sister isn't A enough, so she can go to school alone. A enough phía sau không còn so nữa con. Mình có extra to cộng với enough cộng với to verb. Vậy thì con sửa lại câu này cho cô đi. My sister isn't tính từ nha. A có phải là tính từ không? A là danh Yeah. từ. Vậy mình sửa lại là Enough to go to O. school alone. O enough to go to school. Đúng rồi. Em gái của tôi thì vẫn chưa đủ tuổi ha để có thể đi đến trường một mình. Old enough to go to school. À, bị gì vậy ta? Ai, nghe máy cô bị gì rồi? Con đợi cô xíu nha. Right. Can you see my screen now? Yes. Very good. Rồi, con này mình sẽ sửa lại là my sister isn't old enough to gì? To go to school alone. Đúng rồi, to go to school alone. Continue 14. The weather wasn't warm, so we couldn't go to out at night. 14, she can work.
She can walk out at night. À, câu số 14 ha. Câu số 14 hồi nãy con là con đọc câu số 15 rồi. Cô đang nói câu số 14, 14. She isn't too young, so she can work She can't work hard because she is very old. Vậy thì mình sẽ dùng cấu trúc to. She is too old luôn. hard. She is too old To work hard. to. Đúng, đúng rồi. She is too old to work hard. Cô ấy quá là lớn tuổi, quá già để mà có thể làm việc cực nhọc. Too old to work hard là đáp án chính xác. Continue 15. 15 là the weather wasn't warm so we couldn't go out at night. Này, câu này mình dùng enough hay là to? Enough. No, dùng to. Two là the weather wasn't too Ừ. warm. Lưu ý cho cô là To cái công thức to không được dùng ở dạng phủ định nha. To không dùng ở dạng phủ định, dùng là to cold. To đúng rồi. The weather were too cold. cold. Là gì nữa con? To verb. So we couldn't go out. So có Không có show này mà sẽ là dùng to verb luôn. to couldn't go out at night. To go out thôi, chứ không có cố định nữa To go out at ha. Rồi, bây giờ cô quay lại cái công thức của enough và to cho Trình coi lại nha. Đây, subject chủ ngữ ha, cộng với động từ. Ở trường hợp của enough thì có thể dùng ở dạng phủ định. Đó, có thể dùng ở dạng phủ định. Nhưng mà trong trường hợp của to là không được dạng, không được dùng ở dạng phủ định ha. Đây, người ta không có dùng mở ngoặc not. Nên là lúc nào cũng phải dùng ở dạng khẳng định hết cho cô. Còn enough có thể dùng ở dạng phủ định đây. Enough, nếu như có chủ ngữ thì sẽ là for nè. O là someone đó con. To verb nè. To cũng là to verb nè. Khi mình đã dùng to rồi thì cái vế sau không còn so, không còn because hết. Không còn so hay là không còn because gì hết mà chuyển thành to verb cho cô. Nè ha. Đây là công thức của enough và to. Bởi vì to nó chỉ được dùng ở dạng khẳng định nên tính từ mình sẽ đổi sang dạng trái nghĩa của câu gốc. Ví dụ như câu gốc là cold thì to ở đây sẽ là Không, thì tôi trái ở nghĩa đây với là nó. Trái nghĩa với nó ha. Nếu như mình không dùng được ở dạng gốc thì mình phải đổi sang trái nghĩa bởi vì nó không cho xài phủ định. Rồi, tiếp tục. Làm cho cô câu số này. Part number 7. Số 7 ha, phần số 7, câu đầu tiên, sentence number 1. Mình. She would like going to out with her Mình cơ. Part number 7 là câu mình nè. Mình like playing chess and watching television. Mình là playing chess and watching television. Đáp án chính xác. Lưu ý chính tả cho cô nha. Television nè, watching nè. Rồi, tiếp tục. Number 2. À, Chưa làm đây. Nam ủa là ta Nam hát pin clip here tin gì 10 year. Khi thấy for cộng với khoảng thời gian thì mình sẽ dùng thì hiện tại hoàn thành. Nam have live ED ha. Here for 10 year. Very good. Continue part number 8. Sentence number 1. Tìm lỗi sai và sửa. Find out the mistake and correct them. Number 1.
So your answer is B and you will correct it to go. Very good. Đúng rồi. She would like to go out. Continue number two. Number two is B. Interesting. Very good. Đúng luôn. Number three. We used to go out when we were in high school. Ở đây con sửa thành we are you too. À, chưa chính xác ha. Sửa lại cho cô nè. Mình không sửa lại là we you we are you Go too. out. Go out. Go out, đúng rồi. So the correct answer is B mới đúng ha. Sửa lại thành go ở dạng nguyên mẫu. Rồi, number 4. Four là She sat me to work hard set on the next me semester. one Semester. in Sat cộng với tân ngữ là bị thiếu. Đáp án của mình sai sẽ là đáp án A. Sat không có đi với tân ngữ một mình mà nó phải cộng thêm to nữa cơ. Sat to someone, nói với ai đó ha. She sat to me. Nên mình sẽ sửa lại thành sat to. Rồi, number 5. Number 5, con chọn đáp án D, on. On, đúng rồi ha. Bởi vì đây là ngày nên mình phải dùng là on Saturday evening. Very good. Number 6, chọn đáp án B. Con sửa lại là have. We are going to have. B, chưa chính xác. Ở đây chữ have có nghĩa là tổ chức. Đó Trình. Tôi sẽ tổ chức một cái cắm trại hè, một kỳ cắm trại hè vào tháng này. Nên con À, cái đã chọn chỗ deep là phải xem là in deep. in this month, chưa chính xác luôn. Chỗ khác cho cô nào. Đáp án của mình là sai ngay chỗ chữ B, vẫn là sai chữ B. Nhưng mà con sửa lại cho cô. Hai chỗ kia. Ừ, chữ health là tổ chức nhưng mà nó đang ở dạng V2, V2 ở dạng V2. Ở đây mình cần V1 của nó. V1 của health là whole. Em một không. Đúng rồi. Nên mình sửa health lại thành whole ha. Hô là V1 của heo, tổ chức. Continue, 7. We often use a dictionary so that aid to learn new words and pronunciation. Sai chữ so that, đúng rồi. Nhưng mà con sửa lại cho cô. Không phải là so that mà là so that phải cộng với một câu ha. Hôm qua cô có nói là so that phải cộng với một câu có chủ ngữ động từ đàng hoàng. Ở đây người ta cho mình chỉ có two verb thôi. Vậy thì mình phải dùng là để. Nhớ cụm từ để không? Ừ. Để Cô lật lại cái câu có chủ để cho con nha. Nó nằm trong cái phần hôm qua nè. Đó, nó ngay câu số 1 của phần số 3. Part number 3, sentence number 1. Đây. So a to và in order to có nghĩa là để sau nó sẽ cộng với động từ nè. Cho nên đáp án của mình là con có thể sửa lại một trong hai chữ này. Một là so a to, hai là in order to. Rồi, đây ha. Một là so to, so a to, hai là in order to. Để cộng với to verb. Còn so that thì phải cộng với một cái câu nha. Continue number 8. Some people learn a language by learn about. Learn a language là đúng rồi đó con. Học một ngôn ngữ là learn a language. Câu A không phải là câu sai. Chọn cho cô một đáp án khác.
đáp án khác. Đáp án khác. Yes, đúng rồi. Cho cô đáp án khác. Còn lại B, C và D. Tần An quỷ bay quýt và tất cả có nào có ta đáp án con chính xác của mình là C. xí Lý do tại sao by cộng với verb in cơ, by cộng với verb in, by verb in by readings, mình sẽ sửa read lại thành readings. Rồi readings được ha. Continue number 9. Do you mind cộng với verb in? Do you mind cộng với verb in? Do you mind going out? So đáp án chính xác là A và mình sửa lại là going out. A is the correct answer. Do you mind có nghĩa là bạn có phiền, mình nhờ vả ai đó làm cái gì ha, mình sẽ dùng do you mind cộng verb in. Do you mind going out with her to buy some ice cream? Bạn có phiền đi ra ngoài mua kem với cô ấy không? Một lời đề nghị nhờ vả. Number 10. The policeman told her not to driving. Not to driving mình sai chỗ. Driving mình sẽ là not to drive. Very good. Correct answer. 11. Tim promised trying his best in learning Spanish. Ở đây con chọn chữ D, D learning, learning là đúng rồi đó con. Learning là đúng rồi ha. Tìm một chỗ sai khác cho cô, not D, A, B or C. Còn nghe chúng ta promise or promise cố gắng tay em biết bé cố gắng hết sức Sai ở anh chỗ B. B ha. B là chỗ sai. Con sửa lại cho cô đi. Promise cộng với to verb không phải là verb in. Promise to try. Promise con cộng với to verb ha. Promise to try. Sai. Part number 9. Number 1. Đọc cho cô nào. Read out loud please. I enjoy watching the cartoon Tom and Jerry so much. I come up in watching. Đúng rồi. Correct answer. Continue number 2. Number two là my father tried the American 1996. Con thấy chữ xin là mình phải dùng chữ thì gì? Xin. Happy. Choi choi Xin hoặc là for. Xin cộng mốc thời gian, for cộng khoảng thời gian là dấu hiệu của thời gian. Recent. Recent per. Recent December phải perfect. Đúng rồi, recent perfect. Rồi con sửa lại cái này cho cô đi. Present perfect. member phải là my father have been joined America. Có động từ rồi thì không cần phải been nữa con. Been là khi nào mình có động từ to be ở đó mình mới dùng been ha. Còn ở đây người ta không có động từ to be, có Have động từ. joined America 1006. Đúng rồi, had joined cộng ed là đáp án chính xác. Continue number 3. Number 3 là Thì gì? For à, cộng với khoảng thời gian. cái này là đang diễn tả
Hiện tại hoàn cảnh là Đúng rồi. ao ong du biết là thành lít nha Lip lít ED đúng không? Lip ED. Rồi, còn chữ have nằm ở đâu? thì ha là nằm ở How long have you hay là how long you have? how long hay you Đúng rồi. Chữ have trong câu hỏi nó phải nằm trước chủ ngữ ha. How long have you lived here for 15 years? Correct. Number 4. Number four là you two nhưng nó hai chữ two when you were When you were younger. when you You were younger. Simple past. Câu này simple past đúng rồi. Nhưng mà con có chú ý là đây là câu hỏi không? Câu hỏi thì mình phải đảo trợ động từ ra phía trước. Đây là câu hỏi. Do you two? Do you two là thì hiện tại. Biết nhiều chiêu thương Đúng rồi. Ở đây phải là did you to trả về nguyên mẫu ha. Đây, chính xác. Number 5. number five là Thì gì? Con có tìm thấy dấu hiệu chưa? yes, Đi đi. they are building hiện là đang là hiện tại tiếp diễn. Đúng rồi. Because of the word At the reason. at the reason, đúng rồi. So they are buildings, chính xác. Rồi. Step number 2 thì cô sẽ sửa tiếp vào hôm sau ha. Bây giờ, so we come back to our lesson. Trở lại với bài học của mình. Rồi, bữa trước cô có mình có học phần speaking là talk about your best friends. Bây giờ cô kiểm tra lại bài cũ xíu ha. Bây giờ Trình hãy nói À. cho cô về best friends của con nha. Fan. Rồi, đây. Please talk about your best friends. Describe your friends. Describe your best friends. Bắt đầu. À. He define là he has he is short, fat. Friendly Đầu tiên là nói về tên nè, tên, tuổi, con và người thiết mẹ đã làm bạn được bao lâu rồi? long we are We have friend been for friends. Hiện tại hoàn thành simple we present perfect. have friend mấy gì nhỉ? We have been friends For 7 years. for 7 years. Continue. Seven years. He is shorter than me. 10 cm. Rồi His ta. personalities, he fast, Friendly and cute. and cute. Đang nói về ngoại hình thì nó ngoại hình hết, còn tính cách nó sao? Cute là ngoại hình rồi, cái diện mạo rồi. Con nói diện mạo xong hết một lượt rồi hãy nói tới cái tính cách. Cách là Đầu tiên là nói là he is shorter than me, right? Rồi nói thẳng luôn là he is fast và cute. He is fast and yêu cute. Rồi sau mới nói vào tính cách. He is very funny chẳng friendly hạn. Friendly là gì? kind Kind. rồi nữa ta. Why do you like him? Tại sao con lại thích người bạn đó?
Because he can play game I like him because I like him because me. He can play game with không, ý cô nói là con lặp lại câu đó cho cô. Mình phải nói là tôi thích anh ấy bởi vì. I like him because. can play game with me. What else? Còn gì nữa không con? Còn gì nữa ta? Còn gì nữa ta? Does she help you in your study? Or does he share with you anything in life? I can share with him anything in life. Okay, very good. One more time, lần nữa nha. Tell me about his name, his age, how long you have been friends, his experience, his personality, and why do you like him? Đó là những ý cần đề cập trong bài này ha. Let's start, bắt đầu. His name is Andong. We have been friends. We have been We friends. have been 10 years. He is shorter than me by 10 centimeters. He is fat and cute. I like him because I can play computer game with him. I can share mystery with him. Rồi còn gì nữa không ta? Còn gì nữa nhỉ? Right, okay, very good. Rồi, bữa trước mình đã xong luôn phần greetings rồi ha, greetings của day number 2. Bây giờ cô hỏi lại một số vocabularies nha, một số những cái từ vựng nha. Đây. 1 minute, một phút để quan sát lại những từ vựng, sau đó cô sẽ hỏi lại nha. 1 minute to look at again. Time's off. Rồi bây giờ cô hỏi nha. Đầu tiên cho cô từ kéo lôi. Buồn. Pull, đúng rồi. Continue. Tưởng tượng. Imagine. Imagine. Vùng hoang dã. Nè. Wilderness. Wilderness. Nè. Đồ đạc, nội thất. Đồ đạc nó thật là furniture. Furniture, very good. Mùa màng. Yes, mùa Mùa màng. màng là rock. Drops, very good. Đúng rồi, drops. Rock. Continue. Khúc gỗ. Khúc gỗ là wood. Wood. Are you sure? No, không phải là wood. Khúc gỗ. Phải gì ta? No, not wood. It starts with letter L. Bắt đầu bằng letter L. Đây là em. Âm L là có cái gì ta? Có cái gì ta? Có cái gì ta? L O G.
L-O-G. Lot. Lot. Đúng rồi, lots. Ủa, cái Continue. đó là Khúc gỗ đó con, L-O-G, khúc gỗ. Cái hố, cái lỗ. cái lỗ là cái lỗ nhớ coi cái lỗ là mình nhớ coi cái lỗ là cái hố. Yes. Cái lỗ It starts with letter X. H. Hot ta? Như là hot. No. Hole. Oh. Hole. Đúng rồi, hole. Continue. Củi. Củi là củi Firewood. firewood Firewood. Đúng rồi, firewood. Continue. Cái rìu. cái rìu là S. X, very good. Sống sót. Sống sót là survive. Survive, very good. Rồi, tiếp theo, cô sẽ hỏi lại những cái từ vựng liên quan đến close nha. Close. Liệt kê, list some clothes that you know. Liệt kê những loại quần áo mà con đã được học. Để nhớ coi có short t-shirt shoe knicker rồi cái giày đi trong nhà rồi short pants jogger jean hat cap lacet rồi trackers coat raincoat xong rồi cái giày ta để nhà có gì đây ta còn áo gì nữa What else? áo gì nữa ta Con có đề cập tới váy chưa? dress skirt rồi Giờ tới giày đi, tới giày đi. Dép lào là gì? Dép Dạy lào em khó nhớ. biết Dép bà. lào. Biết bà. Biết bà. Biết bà là gì ta? Flip Clip. Flippy Alice bà. Flip Fluff Biết bà. Flip Fluff đúng rồi. Giày ống. Giày ống. Giày ống. Boost hả ta? Boots đúng rồi. Được rồi ha. Nhớ cho cô những cái từ vựng liên quan đến quần áo nha. Now let's continue with speaking. Trong cái bài mà Trình nói hồi nãy á con. Đó. Một vài những câu hỏi sau giúp mình có thể làm được một cái paragraph talk about your best friend, kể về người bạn của mình. Đầu tiên là do you have a lot of friends? Trong phần mở bài con có thể nói là I have a lot of friends, but I like người nào đó nhất, I like anh đông most, ví dụ vậy. Hoặc là cách mở bài thứ hai để dẫn vào, con có thể nói là I don't have a lot of friends. I don't have many friends. But there is a friend who make me like the most. Nhưng mà tôi có một người làm tôi rất là thích, đó là ai đó. Đó là hai cách để dẫn vô cái bài nói của mình ha. I don't have many friends, but there is a friend who make me like the most. That is gì đó. Hoặc là I have a lot of friends among of them. Trong số họ, I like người nào đó the most. Đó là hai cách ha. Continue. How often do you see your friends? Có thể thêm vào cái ý này trong bài cho cô. Là con có thường gặp cái người bạn đó không? For example, always, usually, sometime.
Ngoài cách nói đó thì mình có thể dùng số lần ha. I see my friend twice a week, or twice a day, three times a month gì đó vân vân. Tiếp theo là is there anything special about your friends? Câu này giống như câu mà cô nói là why do you like him vậy đó. Why do you like your friends? Có điểm gì mà mình thích người bạn đó, cũng giống như là bạn đó có điểm đặc biệt gì khiến bạn đó khác với những người bạn còn lại. For example là she's interesting, she's always take care of me and treat me well. Đây, có một câu hỏi cô đặt ra là tại sao? Trong câu này chủ ngữ là người nhưng cô lại dùng interesting mà không phải là interesting. Why? Chúng ngữ là người nhưng lại dùng tiếng Bởi vì đây là nói về tính cách của người bạn này ha. Khi mình nói là she is interested in có nghĩa là cô ấy thích thú với điều gì. For example, she is interested in singing. Cô ấy thích thú với việc ca hát. Còn ở đây đang diễn tả tính cách của cô này là cô ấy làm cho người khác cảm thấy cô ấy là người thú vị. Chứ không phải là chính cô ấy hứng thú về một cái gì đó. Cho nên mình phải dùng interesting cho cái trường hợp này ha. Mặc dù she là chủ ngữ chỉ người, she is interesting là cô ấy làm cho người khác nghĩ rằng cô ấy là một con người thú vị. She is interesting. Do you understand? Được chưa? Đó. Đây chính là câu mà cô hồi nãy có nói trong cái phần mà talk about your best friend. How long have you known her? Là bằng với how long have you been friends á. Hai người quen nhau bao lâu rồi? Thì ở đây mình phải dùng thì hiện tại hoàn thành, present perfect. We have been friends for 5 years, I have known her or him for 5 years, vân vân, present perfect ha. Đó. Cho nên là con bổ sung những cái ý đó vào cái bài nói hồi nãy cho cô nha. Bổ sung thêm ý gì? Cô nhắc lại. Mở bài nè, thêm cho cô một câu là có nhiều bạn hay không? I don't have many friends, but I like Andong the most. Hoặc là I have many friends, among them I like Andong the most gì đó. Tiếp theo thêm vào cái ý cho cô là có thường gặp người bạn đó không ha? I see my friend twice a week, sometimes see him gì đó vân vân. Rồi, chỉ cần thêm hai cái ý đó vào cái bài hồi nãy cho cô là được. So now I will give you 1 minute, 1 phút cho trình chuẩn bị ha. Hoàn chỉnh lại cái đoạn văn hồi nãy và nói lại cho cô thêm một lần nữa. Thêm vào cái ý cho cô là mở bài là có nhiều bạn hay không, trong số đó con thích bạn nào nhất. Thêm vào cho cô là how often do you see your friends? Gặp có thường không? Khi nào sẵn sàng có thể bắt đầu nói nha. Rồi, bắt đầu cho cô nào, let's start.
lot of friends, but my best friend is Anh Đông. We have We have been friends. been friends for 10 years. He is shorter than me centimeter. He is fat and cute. He is friendly and kind. I can share a lot of things with him. I miss him every day when I go to school. Còn gì nữa không ta? Đó Rồi, ngay chỗ mà how often do you see your friends, thường gặp trong bao lâu, con đưa lên trước cái phần diễn tả appearance với lại personalities cho cô nha. Sau cái phần mà we have been friends for bao nhiêu năm đó là vô cái phần how often luôn. Được ha. Cuối cùng cái phần mà kết bài con cho cô thêm một câu nữa là tôi hy vọng rằng tình bạn của chúng tôi có thể tiếp diễn. Thì mình nói như thế nào? How can we say it? tình bạn chúng tôi có thể tiếp diễn là I hope we friend I hope Our friendship our friendship will be long lasting. Do you know the long long lasting. lasting? Con biết chữ long lasting chưa? Dạ chưa. Long lasting. Nếu vậy thì bây giờ có thể ghi lại cho cô ha. Long lasting có nghĩa là kéo dài mãi. Tính từ ha, long lasting, kéo dài mãi, bền vững, vững bền. Tính từ bền vững. I hope our friendship will be long lasting. Đây, long lasting. Ok. Được ha. Rồi, again one more time lần nữa cho cô nè. I hope my No. friendship will Hai người phải là our. I Bạn hope our friendship will be long lasting. đúng rồi,